măng quá. Mọi người đã ăn cơm tối hết chưa? Mình thì vừa mới đi siêu thị về xong rồi, trời ơi, tự nhiên cái trời trở lạnh chi á là người ta thèm ăn lẩu. Nên là phải xách xe đi siêu thị mua đồ ăn về làm lẩu ăn luôn nè. Đó, mình có rủ bạn mình qua ăn mà bạn mình đang đi làm rồi, xíu nữa thì tan ca thì mới qua đây được. Ok, nhớ nhà thì mình sẽ chuẩn bị trước để lát rồi bạn mình về ăn luôn, đỡ phải mất công tốn thời gian chờ đợi. Let's go! Giờ thì mình sẽ đi nấu nước lẩu. Cắt thêm một ít sả. Cho thêm một trái ớt. À quên, cho thêm một ít sa tế nữa. Ta-da! Mình đã chuẩn bị xong rồi đây. Hôm nay thì mình đi ngắm hoa cánh bướm ở tỉnh mình luôn. Đi xe buýt thì chỉ tầm 1.5 tiếng thôi à. Hồi đó mình có nghĩ là ở tỉnh mình không có gì để chơi hay là không có gì đẹp hết á. Nhưng mà từ khi mà mình bắt đầu follow mấy bạn photographer ở Nhật trên Instagram á, thì mình biết được rất là nhiều nơi để đi. Từ ngày biết được những địa điểm đẹp ở chỗ mình nhá, thì mình cũng bớt đi chơi xa hơn, bớt những nơi tấp nập hơn. Những địa điểm nổi tiếng ở trên Tokyo á, thì thường được rất là nhiều người đổ về đi xem, đi ngắm, nên là rất là đông luôn. Nhưng mà may quá ở tỉnh mình cũng có mà lại ít người nữa, chụp hình thì không phải ngại gì hết luôn nè. Sẽ là một cảnh đập hộp iPhone 14 Pro Max, một chiếc điện thoại mà bằng số tiền lương ít ỏi mình tiết kiệm được trong vòng mấy năm qua. Trước giờ thì mình thường mua điện thoại thông qua nhà mạng và trả góp từng tháng một. Nhưng mà vì một vài lý do khách quan nên là sau khi mà mình trả góp xong thì mình đã ngưng nhà mạng đó và đổi qua một nhà mạng khác.
Hôm bữa khi mà mình order, người ta kêu là phải 2 đến 3 tuần mới có hàng. Nhưng mà mình đặt tầm hơn 1 tuần là đã có hàng về tay rồi. Vui quá trời luôn. Mình sẽ đi Yodobashi để mua miếng dán cường lực. Mọi người cũng đi với mình nha. Let's go. There are many lies that I've told and many secrets that I hold. Ở đây có gian hàng của Apple luôn nè mọi người. Tiện thể thì mình sẽ sờ ngắm giày em. Một chiếc Apple Watch tỏa ra mùi tiền. Mà mọi người có công nhận với mình là iPhone 14 Plus màu pastel này đẹp ghê không? Ước gì với sau này Pro Max cũng có những màu đẹp như vậy ha. Màu tím này thì cũng xinh ghê, nhưng mà màu vàng của mình xinh hơn cơ. Trước khi về thì mình có ghé qua quán udon trong ga ăn. Tại đói quá, sáng giờ háo hức quay video đập hộp nên là chưa có gì vào bụng hết trơn á. Nhớ hồi đó, hôm nào đi học về tiện đi làm luôn thì mình đều ghé vào đây ăn qua bữa. Giờ nghĩ lại thấy sao mà hồi đó mình có thể ăn tần suất nhiều như vậy. Ăn xong rồi thì sẽ phải dọn dẹp bàn và đem lại quầy rửa chén cho người ta như vậy nè. Bây giờ thì về nhà thôi. Nhưng mà cái quán này á là quán của một cái chị mình chơi chung á, chị ấy mở quán ăn mà quán Nhật nha. Quán ăn mà món ăn là món Nhật nha. Ok, bây giờ thì mọi người hãy cùng đi với mình thôi. Let's go. Đi thôi, let's go. Trồ của mình đó mọi người.
Ai mà theo dõi mình từ lâu chắc là sẽ biết mình hay nhắc về chồ lắm. Hôm nay mình cho mọi người diễn kiến chồ của mình nè. Cũng lâu lắm rồi thì tụi mình chưa ngồi ăn chung với nhau như vậy, mặc dù còn thiếu vài anh chị nữa. Ngồi tám chuyện trên trời dưới đất quên cả thời gian luôn. Có lẽ khoảng thời gian đi làm thêm chung với mọi người là khoảng thời gian mà mình vui vẻ và hạnh phúc nhất, vì được làm chung với mọi người, được mọi người giúp đỡ. Giờ thì mình vẫn còn làm với chồ nhưng mà cùng công ty khác chi nhánh. Đồ ăn ở đây thì mình nghĩ là do mình ăn quen đồ Nhật rồi nên là thấy cũng khá là hợp khẩu vị của mình. ごちそうさまでした. じゃね. またね. YouTube 見せて. Bây giờ thì về nhà thôi. Video của mình tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã coi tới cuối video nha. Mọi người đừng quên like và subscribe cho kênh của mình nha. Bye bye. Hẹn mọi người trong video tiếp theo. Ở Yasmina Sai.